phải được rèn giũa thành những người lính. Các cậu có tổ chất đó để trở thành lính đặc công không? Tôi chưa có đủ sức khỏe để kiểm soát chiếc máy bay đó. Cơ thể của các cậu không bao giờ biết mệt, đó là do tâm trí của các cậu uể oải. Đây không phải là kết thúc, chỉ mới là khởi đầu. Nỗ lực của chúng tôi là đẩy họ tới điểm giới hạn của bản thân. Điểm phá giới hạn khởi chiếu lúc 21 giờ ngày 7 tháng 11 trên kênh Discovery Asia.